Thì để có những tấm quách bằng am làm từ gỗ lũa, quý vị thấy các bạn để mà lấy được những cái mạch to rất là khó khăn. Là cái hồi đúng không? Rất là đau đầu. Xẻ xong rồi vẫn được miếng nữa. Đấy, anh xẻ khéo được miếng nữa, nó có lũa kia cũng được cho vào trong. Để lấy miếng nữa đây nhá. Ừ. Được không? Được. Nó bị lỗi vừa nãy chỉ đấy. Lũa đấy thì anh phải chấp nhận thôi. Dù nó vẫn là đặc còn hơn là ghép hai miếng đúng không? Ghép thì không thủng. Riêng tấm đấy thì anh không phải lo, không thủng. Tấm này mới là tấm bị thủng này. Được không ạ? Ừ. Anh cứ cắt tấm kia trước đi xong rồi lật tiếp. Phang tấm này nhá. Vâng, phang tấm này. Tấm đấy là hồi à? Tấm đấy là hồi à? Không phải đeo khẩu trang, bụi này nó. Bụi này nó thơm. Đây gỗ hương. Cái đôi lưỡi sầu. Ông bút tôi vào đây ta. Trời ơi.